À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sắp để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả. Làm tin tức là một nghề đòi hỏi nhiều phẩm chất. Một phóng viên bất chấp mọi thứ, kể cả tính mạng của những người xung quanh, hay thậm chí là sắp đặt để xảy ra một vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng. Miễn là bản thân có được tin siêu hot đưa đến cho khán thính giả, thì kết cục có thể sẽ là gì? Nightcrawler chính là một bộ phim kể về câu chuyện của một người làm tin tức. Bộ phim bắt đầu với tên lâu đang cắt trộm hàng rào để bán đồng nát ở thành phố Los Angeles. Công việc lương thiện bị gián đoạn khi có tay bảo vệ tiến tới. Sau một vài hội thoại thao túng tâm lý, lâu thi triển vài cú đấm học được ở kickboxing, cướp cái đồng hồ và chở đống sắt vụ đi bán. Lái xe đến bãi phế liệu, sau khi mặc cả từng xu từng hào với chủ bãi, lâu thậm chí còn xin việc ở đây luôn cho nó chất. Nhưng bán đồng nát thì cũng không thuê một tên trộm. Lâu lái xe về nhà trong tâm trạng dối bời, thì tình cờ bắt gặp một vụ tai nạn giao thông hắn bước xuống xe từ từ tiến tới hóng hớt tại đây ngoài hắn có hai phóng viên tự do và ghi hình toàn bộ hành trình cứu người của cảnh sát lâu thất nghiệp ngay lập tức tiến tới xin việc và nhận được một cái lắc đầu mặt đảo như răng lạc hắn về nhà bật tivi và xem được tin tức về vụ việc vừa chứng kiến nhận ra được tiềm năng của nghề này như cỏ không tiến sáng hôm sau lâu ngồi đợi ngoài đường và cướp một chiếc xe đạp địa hình đến tiệm tạp hóa đổi được một chiếc máy quay phim và một radar dò tín hiệu cảnh sát sau một vài phi vụ đầu bỡ ngỡ lâu quay chi tiết được một vụ án cướp xe bắn súng khá máu me hắn nghe lỏng được một tên phóng viên khác nói chuyện điện thoại về việc bán những đoạn quay cho nhà đài nên liền đến đài KWLA và làm điều tương tự góc quay mạo hiểm của lâu đã được Nina giám đốc bản tin sáng để ý họ trả cho lâu 250 đô và điều đó như khơi dậy hứng thú nghề nghiệp trong lòng hắn sau một hồi nói chuyện với Nina lâu nhận ra được thị hiếu của người dân đối với những bản tin bắt cóc đấu súng cướp giật miễn là giật gân là sẽ thu hút được lượt quan tâm điều này càng được củng cố khi hắn xem bản tin buổi tối lâu ngồi dán mắt vào cái radar cảnh sát và ghi chép lại thông tin từng kênh radar cung cấp muốn đi xa thì đi cùng nhau lâu hiểu rằng mình không thể làm mọi thứ một mình hắn tuyển dụng một gã phiên bản ấn độ của bản thân không có gì nổi bật nhưng được cái không có gì để mất sẵn sàng làm mọi thứ để kiếm tiền trả cho anh ta 30 đô mỗi đêm với công việc chỉ đường để lâu có thể đến hiện trường nhanh nhất ngay tối hôm đó cả hai vào việc sau những bản tin chán ngắt thì cuối cùng là một vụ hỏa hoạn lâu nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp mới cùng với việc lái xe tốc độ bàn thờ đã đến được hiện trường khi đám cháy bị dập lâu không chửi đồng nghiệp của mình mà truyền đạt cho anh ta kiến thức làm việc nhóm học được ở trên mạng cả hai lên đường tới với một vụ xả súng lâu càng ngày càng tham vọng hơn trong công việc hắn đột nhập vào nhà của nạn nhân và sẽ đáp lại một chi tiết trong hiện trường để khiến câu chuyện về mặt hình ảnh trở nên hấp dẫn hơn như thường lệ lâu trở về nhà đài và bán đoạn phim này có người không thích những gì lâu làm trong đoạn phim nhưng nina thì có việc được quý cô này ủng hộ càng khiến cho lâu tham vọng hơn vào những phi vụ sắp tới những ngày sau đó lâu giữ vững phong độ với những đoạn phim về những vụ án giật gân thu nhập ổn định giúp lâu thoát khỏi chiếc xe cả tàng tạo cho mình một cái cần câu cơm đỏ chét tối hôm đó như mọi buổi tối khác một vụ tông xe khá thảm khốc lâu liên tục dí máy quay mới đắt tiền vào mặt của người gây ra tai nạn nhưng không moi được thông tin gì hắn lẻn ra hiện trường tai nạn lôi thi thể đang thoi thóp dưới đường ra vị trí khác để có được góc quay hoàn hảo nhất khi mọi thứ đã được quay xong xuôi thì cảnh sát mới tới cùng với đó là đối thủ cạnh tranh ngày nào nhưng mọi ngày lại về đài nhận tiền nhưng lần này có một chút khác biệt Lâu mở lời mời Nina đi ăn tối Dù cô ta hơi giống bác của Lâu Nina khá lưỡng lự nhưng chúng ta đều hiểu phụ nữ lưỡng lự nghĩa là sao Ngày hôm sau, đối thủ cạnh tranh chủ động gặp Lâu với lời đề nghị hợp tác Người đàn ông tham vọng không mất quá 5 giây để liên tục từ chối Mặc cho những lời quảng cáo từ người đàn ông lo sợ bị đá chén cơm Cả hai kết thúc cuộc giao tiếp với một vài lời chỉ bậy Tối đó Nina và Lâu có buổi hẹn hò lãng mạn tại một quán ăn đổ mễ Lâu bắt đầu bằng những lời có cánh dành cho cô bạn gái giả Và sau đó là những lời tham vọng cực lớn của người đàn ông này Hắn ta cần Nina là một người có thể phối hợp trong công việc Thi thoảng ngủ cùng nữa LA đang có tỷ lệ tội phạm ngày càng giảm Điều đó khiến cho những phi vụ của lâu ngày càng có giá trị Nhất là với nhà đài KWLA Nơi có lượng người xem thấp nhất Los Angeles Từ đề nghị lâu biến tướng trở thành đe dọa nếu Nina không nghe theo lời hắn Tối hôm đó khi cộng sự Ấn Độ của Nangka ca thán về lương Thì họ đã đến một vụ rớt máy bay Tên đối thủ cạnh tranh xuất hiện Châm chọc, cười cợt vào mặt tên đàn ông tham vọng Nhưng điều đó không là gì khi so sánh với sự coi thường của nina dành cho bản tin đụng xe nhàm chán mà lâu mang về sáng hôm sau khi nghe bản tin về vụ rớt máy bay hôm qua đã khiến lâu như nổi điên hắn mò đến chiếc xe của tên đối thủ cạnh tranh mò mẫm dưới gầm xe để cắt dây phanh với âm mưu cấu thành một vụ tai nạn có chủ đích tối hôm đó lâu lái xe như điên đến hiện trường một vụ tai nạn xe hơi mà hắn biết chắc là sẽ xảy ra rồi cứ thế đưa máy quay ra hành nghề với khuôn mặt lạnh tanh không một chút mặc cảm tội lỗi nhưng phi vụ tiếp theo mới là thứ thay đổi cuộc đời lâu mãi mãi một vụ đột nhập căn hộ cao cấp có vũ trang lâu đến được hiện trường rất sớm dùng máy quay quay được tất cả thậm chí là cả tiếng nổ súng thanh toán nhau khuôn mặt của kẻ tình nghi sau khi những kẻ này từ trong dinh thự bỏ trốn lâu tiến gần vào trong nhà và quay chi tiết từng cái xác còn đang vương máu một đoạn ghi hình đẳng cấp sẽ biến lâu trở thành huyền thoại hắn trở về đài mang đến cho nina món quà mà hắn tâm đắc nhất tất cả mọi người đều thấy được sự thu hút của đoạn ghi hình nhưng khi nói về giá cả lâu và nina bắt đầu tranh cãi lâu muốn có được sự tôn trọng lớn hơn từ người phụ nữ lớn tuổi và áp đặt nhiều yêu cầu lên cô ta một trong số đó là vị thế của bản thân trong ngành lâu sau màn ghi điểm vô cùng ấn tượng đã được cùng nina trực tiếp vào theo dõi bản tin về đoạn băng của mình hắn tỏ ra vô cùng vinh dự và hãnh diện về những gì mình làm được sáng hôm sau khi đang ngồi nghe bản tin và tận hưởng cảm giác chiến thắng hai thanh tra cảnh sát gõ cửa nhà lâu họ tra hỏi hắn nhiều thứ và quan trọng nhất là khuôn mặt của những kẻ tình nghi lâu tuy có quay được nhưng lại giấu diếm vì hắn biết rằng thông tin này sẽ giúp đem lại một bản tin hay ho hơn nữa lâu liều lĩnh tự mình điều tra biển số xe suv của những tên bỏ trốn tôi đến sau một vài lời nói mang tính chất tẩy não hứa hẹn lâu muốn tay trợ lý người ấn dốc toàn bộ sức lực cho phi vụ lần này bọn họ lái xe tới nơi chiếc xe suv đang đỗ và chờ đợi tên giết người xuất hiện trong thời gian đó trợ lý người ấn dần nhận ra sự nguy hiểm của phi vụ này anh ta tống tiền lâu đòi phân nửa số tiền có thể kiếm được từ phi vụ này chiếc suv cuối cùng cũng lăn bánh lâu bám theo kẻ tình nghi đến một quán ăn dừng xe lâu lập tức báo công an về địa điểm của hai kẻ tình nghi rồi cùng tên người ấn xe đắp tất cả để có những góc quay đẹp nhất một chiếc xe cảnh sát đã tới nhưng như vậy là quá ít với tên sát nhân nguy hiểm hai vị cảnh binh từ từ bước vào quán ăn để xác định nhân dạng của nghi phạm ngay lập tức có một xe cảnh sát khác tới để hỗ trợ khi hai vị cảnh binh mới bước vào hai tên sát nhân lập tức nổ súng một tên bị thương nhưng vẫn trốn kịp ra xe chiếc xe của lâu cũng ngay lập tức lăn bánh để chạy theo vụ việc cuộc giật đuổi diễn ra kịch tính như trong bộ phim có nhiều anh hói chiếc xe cảnh sát ghẹ chiếc suv khiến cả hai xe đều lật bàn đèn lâu lập tức ra khỏi xe và tiến tới chiếc suv và nhận ra tên sát nhân chưa chết hắn lừa tên trợ lý Ấn Độ ra khỏi xe quay cận cảnh sát tên sát nhân. Chàng trai đáng thương bước đến cửa kính xe thì bị găm bốn viên đạn nằm gục ra đất. Lúc này tên sát nhân mới đá cửa kính chui ra, nhìn thấy lâu đã đứng khá xa để quay hết tất cả. Còi xe cảnh sát in ỏi đã tới, họ đến và hoàn thành nốt những gì còn lại của công lý. Lâu tiến đến xác anh trợ lý người Ấn và hoàn thành nốt đoạn ghi hình để có thể dựng phim của mình và lấy lại chiếc máy quay của công ty một thành viên. Lâu thản nhiên trở về nhà đài, vẻ mặt dương dương tự đắc với Nina với không độ trễ. Đoạn băng này đương nhiên làm cô gái già lên đỉnh. Hai thanh tra cảnh sát cũng đã có mặt ở nhà đài và yêu cầu giao nộp đoạn phim vì nó là bằng chứng của nhiều vụ án. Nhiều người trong đài cũng nói rằng vụ án này chưa rõ ràng, không nên đăng quá nhiều thông tin gây điều phối dư luận. Nhưng giọng điệu của Nina lúc này chẳng khác gì tên lâu. Người đàn ông nổi tiếng của chúng ta giờ đang được thẩm vấn bởi cảnh binh, vẻ mặt lạnh tanh, nhưng câu nói bốc phét không một chút lo lắng, sợ sệt. Dù biết hắn đang nói dối nhưng không có bằng chứng gì, họ vẫn phải để lâu rời khỏi đồn cảnh sát. Bộ phim kết thúc với hình ảnh lâu bước những bước chậm rãi trên đường, tự hào vì bản thân đã làm được một điều gì đó lớn lao dù nó khốn nạn vờ lờ hắn lập thêm một đội với quy mô lớn hơn có đồng phục cùng với hai chiếc xe tải hứa hẹn về một tương lai sáng lạng như tiền đồ trị rộng nếu anh em thấy thích câu chuyện này thì đừng quên ấn like và đăng ký cho giờ reviewer người chơi điện tử người chơi đổ người tối cổ nhi đồng tối tai nhi đồng mất não vui vẻ và mì tôm hai trứng tôi còn quạ xin chào và hẹn gặp lại